Nhà đất TV xin kính chào quý anh chị khách hàng. Hôm nay em đang có mặt tại quận 8 quý vị ơi. À, đến đây em xin chia sẻ quý vị và các bạn một căn nhà mini tại đường Âu Dương Lăng quý vị. Hiện tại em đang ở trong con hẻm 312 đường Âu Dương Lăng thuộc phường 3 quận 8 này quý vị ơi. Rồi sau đây xin mời tất cả mọi người theo dõi căn nhà nha quý vị. Đây là một cái căn nhà mini có diện tích à, khá là khiêm tốn quý vị nhưng mà được thiết kế là một trệt hai lầu gồm có hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh quý vị Hiện tại em đang đứng dưới tầng trệt nha mọi người. À, căn nhà này có hai mặt tiền hẻm trước và sau quý vị. Nhà được công nhận đầy đủ, diện tích công nhận đầy đủ sổ hồng hoàng công luôn nha quý vị. Thì uh, nhà có uh, hẻm phía trước là hẻm 2m và hẻm phía sau cũng là hẻm 2m luôn quý vị ơi. À, lúc nãy em có quay cho quý vị phía ngoài hẻm đi vào đó quý vị. À, ở dưới tầng trệt chúng ta sẽ có đầy đủ nha quý vị. À, đây là kệ bếp nè quý vị. À, máy lạnh, máy giặt, nói chung là đầy đủ nội thất nha. À ở phần này là cái đồng hồ nước phía dưới quý vị và cái kệ để dép rồi đồng hồ điện thì nó nằm phía ngoài bên góc phải nha quý vị thì sau đây xin mời tất cả mọi người đi lên trên lầu 1 nha quý vị ở phần lầu 1 chúng ta sẽ có được một phòng ngủ và một nhà vệ sinh nha quý vị đây à, nói chung cái nhà này gọn gọn nhỏ nhỏ thì rất là thích hợp cho hai vợ chồng với lại hai đứa con ở quý vị ở lầu một này chúng ta sẽ có một cái phòng gọn gọn và một cái nhà vệ sinh quý vị à, có đặt một cái tivi nhà vệ sinh nha mọi người phía trước của chúng ta sẽ có ban công luôn nha quý vị đây nhà vệ sinh khá là sạch sẽ mọi người ơi được dán gạch được ấp gạch từ dưới lên tới trên nóc luôn lên tới trên trần nhà luôn nha quý vị rồi bây giờ mình đi lên trên lầu trên ha đó ở trên lầu trên nó sẽ rộng hơn lầu dưới như quý vị Lầu trên hơi rộng hơn Còn đây là phần ban công nè Thì cái này nó phá lại em khỏi đi ra như quý vị Nhìn cái ban công này thì chắc quý vị cũng có thể đoán được nó rộng bao nhiêu nha Rồi thì bây giờ mình đi lên trên Ở phần lầu trên này nó sẽ rộng hơn nha mọi người và phần lầu trên này chúng ta sẽ có cánh cửa luôn để mà mình lắp máy lạnh trong cái không gian này nó sẽ nói chung là tiết kiệm hơn tiết kiệm điện hơn đó quý vị đây ban công là ban công là ở lầu trên này là ban công rộng luôn nha ở dưới thì nó chỉ có ban công một cửa thôi ở này vẫn chúng ta ban công rộng luôn cho nên sử dụng cửa kính thì cái phần ban công chúng ta có thể làm uh, phơi đồ được của mọi người đây là phòng ngủ của chúng ta nè mọi người à mọi người nhìn thấy không cái phần này thì nó có một cái giường ở trong được thiết kế này thì khá là ổn mọi người ở cái giường này chúng ta sẽ có hai cái tủ ở dưới nè em kéo ra cho mọi người xem thử nha à. giường khá là đẹp nha mọi người thì căn nhà này nói chung là full nội thất à, và giá của chủ nhà muốn chia sẻ căn nhà này là 1 tỷ 980 triệu đồng quý vị giá này còn thương lượng cho quý chị nào thì chỉ đi xem nha 1 tỷ 980 triệu đồng mọi người ơi full nội thất có đầy đủ nội thất luôn có đầy đủ nội thất máy lạnh máy giặt uh, tivi Uh, tủ lạnh đầy đủ hết cái gì bếp nướng này luôn. Thì nói chung là tặng uh, full nội thất đó mọi người ơi. Mình chỉ dọn vào ở ngay thôi, không có cần sắm sửa gì nhiều. Đây là cái phần mà uh, để chiêu đồ nè mọi người ơi. Thì clip của em đến đây cũng xin được phép kết thúc. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.